Thương và bạn Hoàng là có một rất là nhiều con chuột nhá. Đây là bộ đồ chơi mới của hai bạn. Bạn Hoàng đổ đồ chơi ra đi. Wow, rất là nhiều. Đếm xem bao nhiêu con nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, có 12 con chuột nhá. Bây giờ chia ra cho bạn Hoàng một nửa, 6 con chuột, một con. Rồi, 6 con rồi, đúng rồi. Bây giờ là hai bạn sẽ chơi trò chơi với con chuột này, đó là vặn. Con chuột này rất là hay, đó là vặn có được nhá. Đâu rồi, chị Thương chơi như nào, hướng dẫn anh Hoàng đi. Hoàng vặn đi nào. Rồi, chúng ta sẽ vặn cái cót nhá. Ồ, oh, đấy, con chuột biết đi nè. Rồi, con chuột màu xanh. Nào, quay tiếp. Rồi, bạn này đây. Cho nó đi xung quanh chỗ này thôi. Cho đi xung quanh chỗ này thôi, nào. Hả? Màu gì? Màu đấy màu vàng chứ, con chuột màu vàng nhá. Một con chuột màu vàng, bắt ngay, bắt lại. Bạn lại, bạn nhiều vào. Bạn đi. Ồ, bạn lại đi, bạn ngược rồi. Đấy. Bạn lại lấy con chuột màu khác bạn như thế nào. con chuột màu tím, đâu con chuột màu tím đâu. Rồi, con chuột màu tím nha các bạn ơi. Bạn Thương dẫn bạn Hoàng bạn quát đi. Còn đấy con màu vàng. Đấy, bạn quát như bạn Thương bảo kìa. Hoàng xem chị Thương kìa, xem chị Thương kìa. Đến đấy màu xanh. Rồi bạn quát đi. Ôi đi chậm thế. Rồi. Bạn nhiều vào. À, đi chậm nhở. Bạn như này, bạn ngược lại. Đấy bạn chiều này, bạn chiều này. Rồi bạn Hoàng bạn ấy bạn nhẹ nên là đi rất chậm nha. Đi rồi, đi đâu mất rồi. Chơi mất rồi. Đấy đúng rồi, bạn ở dưới đấy, bạn thấp ở dưới đấy. Hoàng cứ để con chuột dưới này không bạn. Đâu đi nè. Ơi. Cái gì? Ừ, xếp hàng vào. Ôi, chuột đi này, chuột vẫn đi này. Chuột vẫn đi. Hoàng đang làm gì đấy? Xếp hàng. Xếp hàng à. Đàn chuột vui nhộn nhá. Rồi. Đâu? Hay nhờ. Đây là hai hàng chuột nhờ. Hai hàng chuột đùn đi. Nhan, bắt quát con đi. Đúng rồi, cứ để dưới bạn nào. Nhé, một con đi rồi. Bạn ngược lại Hoàng ơi. Bạn ngược lại. Đấy, đi rồi, em Hoàng đã thành công. Ôi, nhưng mà đi hơi chậm nha. Hoàng, bạn nhiều vào. Bạn nhiều vào. Con này không ngược. Bạn ngược mà, con nào con nào cũng bạn ngược. Đấy đi đấy. Anh hãy cho hai con đẩy nhau. Nó đẩy nhau mà. Nào Hoàng xem chú ý hướng xem nghe hướng dẫn nào. Bạn đi. Bạn đi Hoàng bạn đi. Bạn Hoàng đi kìa. Các bạn ơi, đây à có 12 con chuột nhá. Rồi. Bạn nhiều vào. Con nào cũng bạn được hết đấy. Con chuột. Bạn nhiều vào. Đấy đi rồi, này đi này. Đấy đi rồi này. Đấy, bạn Hoàng đang bạn được rồi kìa. Các bạn ơi, con chuột này nó có một cái cót ở dưới này nhá. Đây. Các bạn. Nó cứ đi, nó không đi thẳng được. Ừ, con chuột này nó không đi thẳng đâu, nó đi vòng mới hay chứ. Hoàng ơi, chỉ con chuột màu vàng cho anh xem nào Hoàng ơi. Con chuột màu vàng đâu? Đây. Đấy là con chuột màu hồng rồi. Rồi, con chuột màu vàng đâu Hoàng? Con chuột màu vàng nha. Đấy là con chuột màu xanh mà.
Hoàng ơi, con chuột màu xanh đâu? Thương con chuột màu xanh đâu? Đâu? Rồi đúng rồi, con chuột màu xanh kia nữa kìa, con chuột màu xanh ra trời kia nữa kìa. Không, không phải con đấy, con màu xanh cơ mà. Ừ, đúng rồi, các bạn đây con chuột màu xanh nhá. Các bạn ơi, hãy đúng rồi. Các bạn ơi, hôm nay hai bạn Thương với Hoàng có tận 12 con chuột cơ. Rồi, là xếp bọn nào xin chào, chào các bạn đi nhỉ. Giới thiệu về con chuột xong rồi, chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Bye bye nha, hẹn các bạn sẽ làm lại các bạn lần sau. Bye bye. Bye bye.